Bây giờ là 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay ngày 3 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu hộ tống ra khỏi thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Con số người thiệt mạng do trận lụt ở miền Trung gây ra cho đến nay đã là 266 người. Đi hết. 12 người mất tiêu. Những hình ảnh thương tâm về đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn đã được gần như tất cả các hãng truyền hình lớn trên thế giới phát sóng liên tục. 12 nạn nhân được cứu thành công đều là công nhân làm việc tại công trình nhà máy thủy điện Đà Dân, Lâm Đồng. Một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo tuần qua. Công ty địa ốc Alibaba và các dự án ma. Mức tiền bảo kê thì sẽ thay đổi theo thời gian, không chỉ dừng lại ở đe dọa. Nếu tiểu thương không tuân thủ, những người thu tiền bảo kê sẽ có biện pháp dằn mặt. Các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền, vì công ty của chúng cháu là thuộc tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng. Vậy đây có phải là công ty thuộc Bộ Quốc phòng hay không? À, chính xác là không, thì là đang làm tại tập đoàn thiết bị y tế BKB. Việt Nam đã có thêm 28 ca mắc COVID-19. Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong đợt dịch không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào ở nước ta. Con số ca được điều trị khỏi cũng tăng lên, 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh này. Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Lúc 9 giờ 52 phút thì những vết rạch đầu tiên của ca phẫu thuật đã chính thức được triển khai. Và sau một tháng, hai bé đã là hai cơ thể độc lập. Sự hồi phục của Sâm Nhi là niềm cảm hứng rất lớn cho đội ngũ thầy thuốc. Có thể nói đây là một thành phố tử thần khi mà những xác chết và mùi tử thi vẫn bốc lên ở khắp mọi nơi. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Lê Tuyển, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ New York, Mỹ. Trong hành trình chúng tôi đã đi qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tột cùng của tội ác và sự tận cùng của lòng tốt. Những câu chuyện này sẽ được kể trong chương trình của VTV đặc biệt. Bố ơi, mình đi đâu thế? Chào mừng các em đã đến với chương trình Vườn Cổ Tích. Là một sân chơi nói là ấn tượng nhất thành phố. Còn một vài giây nữa thôi là sẽ hết thời gian suy nghĩ của các đội và xin mời các đội sẽ cùng nhấn chuông. Xin mời ban giám khảo. 9 8,5. Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Nào mình cùng lên xe buýt. Xin chúc mừng khán giả mang số báo danh 123 Nguyễn Thị Trà Liên đã trở thành người chơi tiếp theo trong chương trình này. Câu hỏi đầu tiên, đâu là tên một loại mũ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tình huống số 1 của chương trình của chúng ta. You got it on your head. Yeah. Okay, how come it's in your head? Because my head looks like a computer. Các bạn không chứng minh cho tôi điều này. Chúng tôi phản đối việc bắt buộc học sinh phải có chứng chỉ làm thêm trước khi đến trường. Chúng tôi xin cảm ơn. Cho hỏi đầu vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Anh hỏi thì đầu xin thưa, vườn hồng vẫn có nhưng không cho vào. Thì phép màu đó sẽ lặp lại trong trận chung kết và chúng ta sẽ chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan, giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games ở môn. Đây là một trận đấu mà coi như là phát lại với chúng ta thôi, đúng không ạ? 1-0 chúng ta đã biết kết quả rồi. Quý vị hãy cùng thưởng thức trận đấu chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 30. Đó! 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 Đ
vì những trái tim khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam. Em mới biết em bị bệnh tim. Đây là một cái ca mổ lấy thai xảy ra của người phụ nữ bị bệnh ung thư. Tư thế mổ là trong tư thế ngồi. Mình sợ, sợ lựa chọn. Điều xấu nhất, mất cả mẹ lẫn con. Mong muốn tỉnh lại, mà là cũng muốn gặp con. Mẹ con. Con ơi. Với tôi, cội nguồn cũng gây nghĩa lớn lao hơn. Đó là quê hương, đất nước và đó chính là trải nghiệm của tôi và những người con gốc Việt khác trong chương trình Ngày Trở Về. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Đúng là con rồi. Dượng đây. Ôi trời ơi. Xuống đây. Ai cho phép cô cưỡi lên người con trai tôi thế hả? Sao mày không nghe lời tao? Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao thế thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Về nhà đi con. Về với bố. Bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Một chương trình chưa từng có trong 50 giờ. Đếm ngược về 0 giờ ngày 7 tháng 9, ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV cách đây 50 năm. Để trở lại tuổi thơ trong những bông hoa nhỏ. Sống lại ký ức trong các game show, phim truyện ngày xưa. SV96. Gặp lại những gương mặt thân quen, những vị khách đặc biệt. Cùng thưởng thức lại những chương trình kinh điển của VTV. Trong chương trình 50 giờ đếm ngược bắt đầu từ 21 giờ ngày 4 tháng 9. Chỉ có trên VTV Go, vtv.vn, fanpage VTV24 và hệ thống hạ tầng số của Đài Truyền hình Việt Nam.